Người ơi, mau về đây. Về đây, du lắm nè, mau về đây. Hello, Trở Thành xin chào các bạn. Trở Thành rất là vui mừng gặp lại các bạn trong chương trình Dòng Nhạc Việt lần thứ 14. Phải công nhận là từ ngày có chương trình Dòng Nhạc Việt rất là vui. Trở Thành mỗi tuần giống như là lên diễn đàn nói chuyện với các bạn vậy đó. Mặc dù là Trở Thành cũng nghe những lời nhiều lời bình luận, nhưng mà Trở Thành không có quan tâm. Cái điều mà quan trọng nhất á, làm sao Trở Thành có sản phẩm mới để gửi đến fan yêu của mình. Làm sao Trở Thành hát được những ca khúc mà Trở Thành rất là yêu thích của các tác giả Trở Thành từng mến mộ. Bây giờ có dịp để làm, bao nhiêu đó là đủ rồi. Chứ Trở Thành không có quan tâm chuyện gì hơn nữa. Hôm nay thì Trở Thành sẽ vừa đàn organ hát cho các bạn nghe. Nhưng mà Trở Thành đàn organ thì không có hay lắm, không có nhuyễn như là guitar. Cây đàn này là một cây đàn kỷ niệm. Hôm nay nó là thuộc loại cây đàn cổ rồi đó. Nhưng mà Trở Thành vẫn thích giữ nó, vì đây một cái quà lưu niệm của một người bạn tặng Trở Thành từ ngày Trở Thành khởi nghiệp ngành thu âm và công ty CTC đến hôm nay. Cho nên Trở Thành rất quý nó, dù cho có ai mua vậy Trở Thành không bán nữa. Bây giờ xin mời quý vị hãy thưởng thức ca khúc của nhạc sĩ Xuân Tiên, ca khúc đó mang tên Về Dưới Mái Nhà. Nào, cùng thưởng thức nha. 2, 3, 1, music. Sưởi ấm bếp hồng.
tình thương của bếp hồng soi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn cay, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không ngồi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đời vơi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đời vơi.